Cha ơi, đây là bữa tối nè. Bữa tối hôm nay nhà sệ này vừa Chào đi cả nhà. tiêm về này. Đó. Có món thanh nọc. Ui giời. Quá là thanh nọc luôn này. Mướp nè. Nước ngon nhỉ? Wow, rau xào này. Nê 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 nê, đây là món cá sốt cà chua. Đấy, đây là bu mình. Ôi cháy, cực kỳ Đấy. ngon đấy. À, con đi Cháy tiêm luôn về đấy. cứ suốt ngày hỏi là thế có bị mệt mỏi không con, có sốt không? Như hiện tượng đến bây giờ ấy. Bữa tối rồi đây, chưa thấy gì cả nhà. Rồi, Ăn xem cơm mời đi. cả nhà ăn cơm tối nha. Con mời Mu, mời hai chị em. Vâng. Mời chồng. Nay bữa cơm là cả nhà nhìn thấy chưa? Luộc rất là nhiều mướp. Lại Thế luộc trời. cả quả Vâng. luôn. 2, 4, 6, 8. Đây là 4 quả cả nhà. Mỗi người sẽ được một quả. Ai nhanh tay thì được miếng dài. Không trái Mình vẫn thì còn 4 năm quả bà nhỉ? Đó, mướp rất là ngon. Cá này, cá sốt này cũng lại càng tuyệt vời này. Trong Cá cái sốt này cà là chua cả chua nhà nhỉ? nhé. Rau xào. Wow. Trước khi vào ăn bữa tối phải ăn một miếng ấy trước. Một miếng này rất là ngon. Chấm với cả. Ngon lắm đấy. Cả nhà nhìn này. Tuyệt Mỗi vời tội luôn. là đũa này gắp nó còn chưa chắc lắm đấy. Em chọc vào như anh nhá. Chọc vào như anh thì yên tâm luôn. Chưa. Câu vào. Chấm muối nạc ngon. Như kiểu mình chấm su su ấy. À. Ngon rồi. Thôi nhưng mà ngọt thật. Ngọt dã man rồi nhỉ. Hôm sau em lấy số điện thoại bà Phương. Bà Phương nào? À bà Phương Thanh Huệ. Mưa nhà bà ngon. Ừ. Em đã mua thử mấy nhà rồi. Nhuận có em. Em hỏi Nhuận, Duy Phương nhà Nhuận nữa. Nhưng mà ăn mấy lần nhà bà tính rồi không thơm vậy nhỉ? Không thơm ở nhà bà Phương. Không biết bà Phương ngọt không? Mình ăn vẫn cứ thấy là ngon. Chấm một phát là gần hết đĩa muối này cả nhà này. Trang lại lấy đĩa muối. Đấy. Thế Rất là luôn là lúc khó. cái mướp này Có mà gì mới ấy, bóc vào ngon. mới luộc mà bắt cắn thì chắc là rụng răng cả nhà, rụng răng luôn. Ngon thế. Nó ngọt luôn đấy. Mà phải ăn cái lúc ấm ấm như này mới ngon. Em đã ăn 2 miếng rồi đủ rồi nhá. Cho ăn phần kiểu bu ấy. Chọn miếng nữa. Phương ơi, ăn 2 miếng sau là no, không ăn được cơm. Sẽ làm miếng nữa luôn cả nhà. Đấy nè. Ăn là phải ăn luôn. Sau tí nữa là mình ăn cơm với cả món mặn thôi. Đó. Khô này. Ngon. Khi mà nhà mình là hay luộc cả quả này nó ngọt này. Nhiều người không biết luộc cả quả đâu. Cắt ra. Nước không đưa cho tiền nó Cắt không ra được. nó ra nước hết. Đây cả nhà nhìn chưa? Mới nạc nhà mình này. Sấu ngâm 2 lọ rất là to. Đấy, đây là món nạc cũng thế này. Món nạc này thì cũng tự làm thôi cả nhà. Tự làm tự sản xuất ra để ăn thôi. Tốn không? Vừa lại đến giờ mà đã chấm hết 2 bát rồi. Thôi nhá, không lại mặt lại to đám cưới. Thôi, ước là không bỏ. Nhà sẽ làm cái gì cũng khổng lồ để ăn nó được lâu đỡ phải làm nhiều. Ăn xong để trong tủ lạnh cũng được, bảo quản rất là lâu mà. Nếu mình ăn nhanh mình để ngoài được. Nhưng mà đã phải để tủ lạnh thì là phải để luôn luôn nhé. Ăn xong là phải để. Bùa, em ăn phần bùa ấy. Làm thế này nhá. Khoảng một tuần mà không ăn nước nào em đã phải cho vào cháo. Răng nặng đúng không? Nó không bao giờ nó bị mùi à? Nó không bị dầu. hôi. Nó không bị hôi. Dầu của cái vừng ấy, của cái mè ấy. Nó chảy ra nó sẽ bị.
bát nhân rau và bát nhân bột. Toàn bát rau một bát này. Con gái phân cho bu kia không? Hôm nay chưa ăn sang. Hôm nay chưa ăn mấy cái để dư thừa. Thì bát. Cái chân con anh bu để con lấy, con để nó chồng à. Để em lấy chồng để con anh nó lấy nó để nó chồng. Có nghĩa là ấy nhỉ? Bu là cái tưởng là để vợ con chồng. Muối nạc có vừng đen đúng không bạn? Vừng đen mới nạc đúng không? Chừng nó bỏ để con lấy nó chồng. Bây giờ là thưởng thức món cá sốt của cô Trang. Cá sốt cà chua. Bu ăn đi. Bánh cá của Hải Phương. Ừ. Cá sốt rồi nhỉ. Ừ, có con đuôi. Đây. Ừ, nó bay trên đầu. Thế này em cho. Bay đầu em. Em cho thêm một quả ớt nữa. Cái cay ngon. Này. Bà vẫn ăn được mà. Ăn tê tê nó đỡ chữa. Bao giờ xào rau ấy, em chia ra hai lửa. Cũng như chia ra hai phần. Một phần lên cho vào trước nó hơi cháy vàng vàng. Cho rau vào ra xào đến gần chín và bắt đầu cho vào tiếp vào nó có hai lượt thì nó sẽ thơm lắm. Cả nhà ơi, ăn nhiều rau rất tốt cho sức khỏe nhé. Lên 11. Con mình có được học đúng không? Cấp 3 mới được học. Nấu không ăn rau lan. Mua được ít nhãn ngon quá, sướng quá. Không phải ăn rồi. Cái này nó có cả là hiện tượng đau bụng mà anh đi ngoài nữa mà. Ở nhà ơi, cái nước sốt này rất là ngon này, sánh này, sốt này ngon, nước này ngon lắm. Cứ nghĩ đến buồn. Có sợ nhiều mỡ không nhỉ? Tránh ăn đồ nhiều mỡ. Hai con hình như hôm nay được bác Thảo nhắc nhở là bố mẹ tiêm. Chiều gọi điện cho bố rồi đấy. Kiều gọi điện nào. Bố thay nước để bơi cho con chưa? Để mai con về, chứ không phải hôm nay. Ừ. Ăn cái nước sốt này còn ngon hơn cả miếng cá. Đã. Mưa rồi ấy. Mưa to. Bắt đầu mưa à? Bố có thích ăn cà nhỉ? Ăn kho. Ngon đúng rồi. Vào đi. Cà cơm chẳng. Nhúc như thế. Ngon này cha ăn bát nữa. Ba bát à? Tích cực để cho nó to bụng này. Cô Trang ăn một miếng ấy đi em. Miếng dưa đi. À quên. Miếng mướp đó. Kiến em ơi, có kiến.
Nhãn vừa chảy ở cây luôn cả nhà. Vẫn còn tươi luôn. Vợ. Chào. Chào, hôm chiều nay có tiêm không? Em đây bác ơi. Em mỏi hết người thôi. Chưa ạ, à? Không sốt. Chị có tiêm không? Thôi chị tiêm không? Tiêm chưa? À nghe à, có việc gì không? Chắc là mọi người khỏe, còn em thì cơ thể nó yếu. Hầm, người không việc làm tốt rồi. Tất tần tật mà chị, xóm em đây tất tần tật, có ai được gì đâu, em hỏi hết chả ai làm sao. Có bốn em tiêm xong cái là em cảm được, cảm nhận được luôn cái hoa. Chị tay, chị tay em cũng thế, xong rồi em đau hết lưng, xong em đau hết hai tay, bây giờ đau các khớp. Chị tay đang bảo là hơi tức ngực. Ừ, đúng rồi. Em tức ngực, tức cổ. Anh chưa thấy gì, anh chỉ thấy người nó hơi lưng lưng thôi chị. Mà đấy nhá, với lại cái hoa nhân viên em ở cái hoa nhà em ở ngoài kia, cái hoa xinh xinh ấy, tiêm xong cái nôn nao phải vào phòng sơ cứu. Và mỏi thôi. Thế đau nhức hết cơ thôi. Anh chiến luôn miếng nào. Cả nhà ơi, ăn một quả rưỡi. Anh Nguyên hôm nay lại không tiêm. Đó. Đó. Có mà. Anh Nguyên chiều nay có đi tiêm. Không, không tiêm, không đi. Anh không đi. Yeah. Đại đại được tiêm không chị? Đại có tiêm không chị? Đúng rồi, hôm nay ở bên làng Thượng ấy, nhà bà Ngữ đấy, khu vực đấy người ta cũng cho hộ kinh doanh. Đúng rồi, làm ruộng bên nội trợ là chưa cho tiêm. Ừ, đúng rồi. Ok, thấy nhá bác nhá. Em ăn cơm. Vâng, là xong bữa cơm. Tối nay lại mưa, rau anh không ăn hết được. Anh ăn quá nhiều ấy luôn. À, anh ăn phải 4 quả mướp. Bu nhờ. Bu ăn 1 miếng. Vợ ăn 2 miếng hay 3? 3, à 2. 2 miếng, cô Trang ăn 3, anh 2. Đấy, thế là anh ăn 2 quả luôn. Nhờ, thơm ơi là thơm. Nhãn này nhãn quá ngon luôn. Chín tới luôn.